Khi chồng tôi mới mất ấy, thì các cháu còn nhỏ thì tôi phải gửi con về bà ngoại nuôi ạ. Lúc đấy là nhớ quá đứa. Những ngày nghỉ thì bà ngoại lại cho cháu lên đây ạ. Tôi cũng không có thời gian để về thăm cháu. Bố cháu mất thì lúc ấy cháu là học lớp 1, tin rất là bất ngờ. Cháu thì lúc ấy chỉ nhớ một chút vì lúc ấy còn khá là bé ạ. Nghe tin bố mất thì cũng rất là sốc, rất là buồn. Nhìn các bạn mà có bố có mẹ dẫn đi học cùng thì cảm thấy rất là thiệt thòi cho bản thân mình. Nhìn các bạn ấy đi cùng bố mẹ mình cũng muốn ao ước là mình sẽ được có được thời hạnh phúc như thế. Đến vợ chồng tôi mất 3 năm thì sau 3 năm thì tôi bị phát hiện ra mình bị ung thư máu ạ. Lúc đấy trong đầu nó không nghĩ gì, nghĩ là trong mình chết mất. Nhưng hiện tại bây giờ cũng uống thuốc rồi nhưng mà cũng rất mệt mỏi. Nhiều lúc là muốn buông xuôi đấy. Nhưng mà vì nhìn mỗi ngày các con mỗi ngày nó buồn lớn ấy, thế là mình đã phải cố gắng. Đầu tiên là mẹ giấu, mẹ không cho biết để mà mình tập trung học tập. Mãi sau biết là mẹ bị ung thư lúc ấy thì cũng lớn hơn rồi ạ. Thì lúc ấy nghe thấy là sốc và thậm chí là còn hối hận, bởi vì là mình không biết là mình phải hỏi kỹ hơn, sớm hơn để mình mà giúp đỡ được mẹ nhiều hơn. Lúc đấy là nghĩ là thôi trời, hay mẹ con chắc là không còn cơ hội để sống ạ. Lúc đấy là hai mẹ con đã suy sụp lắm. Các bạn bình thường khi mà chơi đùa với nhau thì rất là vui, nhưng mà mình thì lại chỉ có thể là đôi lúc là phải ngồi im thôi, nhìn các bạn chơi thôi. Sức khỏe của mình là không theo được cùng với các bạn, rất là mệt, ảnh hưởng rất nhiều đến học tập. Thậm chí có những lúc mà nhìn một số bạn có sức khỏe tốt mà các bạn lại không chăm chỉ học ấy ạ, thì cảm thấy đó là một sự rất là đáng tiếc. Bệnh tật luôn rình rập, thiếu thốn vẫn luôn bủa vây cuộc sống của mẹ con Trà My. Nhưng mẹ nhìn con mà cố gắng, con vì mẹ mà vươn lên. Ba con người ấy cứ thế đã nương dựa vào nhau, làm điểm tựa cho nhau, cùng nhau đi qua khó khăn. Nhiều lúc mệt mỏi mà muốn nghỉ mà cũng mình nghĩ các con để thiếu thốn, rồi lại phải cố gắng. Mẹ cũng có nhận một số việc về may để thêm nhiều lâu mà mẹ thậm chí trả thức đến 11, 12 giờ đêm. Lúc bây giờ máy may là cái kim khâu rất là bé, mẹ phải là căng mắt để nhìn, thì mình học mà mình quay sang mình nhìn mẹ như thế thì mình cũng có thêm một cái động lực nữa để mình tiếp tục học. Thế là hai mẹ con lại tiếp tục, mẹ thì làm, con thì học tiếp. Những năm học vừa qua, Trà My đều là học sinh giỏi của lớp, của trường. Em còn có tên trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi của trường trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác, nơi mà em đang theo học, để tham gia kỳ thi học sinh giỏi của thị xã Mỹ Hào. Nhưng vì sức khỏe hạn chế nên em không thể đồng hành với các bạn. Song sự cố gắng, nỗ lực của Trà My không khỏi khiến cho thầy cô, bạn bè cảm phục. Về sức khỏe của bạn ý thì em thấy bạn ý có yếu đi, nhưng mà về vấn đề học tập thì em thấy bạn ý vẫn giữ vững thái độ, tinh thần học tập ạ. Em có hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt và bản thân em thì lại bị bệnh nan y, nhưng em đã vượt lên hoàn cảnh và sức khỏe và luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ học tập nhiều năm liền, là học sinh giỏi. Và em cũng rất tích cực tham gia các cái phong trào do nhà trường và đoàn đội tổ chức. Chăm ngoan, học giỏi, luôn lạc quan, vui vẻ và biết nhiều tài lẻ. Nhưng hơn hết, ở Trà My còn có một trái tim ấm áp, biết yêu thương, đồng cảm với những mảnh đời khó khăn. Hoàn cảnh của cháu thì nó cũng vất vả hơn những cái hoàn cảnh của các bạn khác. Nhưng mà nhìn xuống phía dưới thì mình còn tốt hơn những cái người khác. Mình thì cũng có nhà để ở, còn cũng còn có mẹ, còn có những người bạn. Thì thậm chí là mồ côi cả cha đến mẹ. Thì cháu muốn lớn lên là kiếm mực tiền sẽ xây một cái nhà để cho các bạn có những cái hoàn cảnh khó khăn được đến ở và giúp đỡ các bạn ý. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, vì thế mà Trà My vẫn tranh thủ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình bằng những việc làm rất nhỏ. Có khi là tặng họ một vài bộ quần áo cũ, có khi lại mời họ một chút đồ ăn. Mặc dù bữa ăn của mẹ con em cũng chỉ có quả trứng, bìa đậu qua ngày. Khó khăn thiếu thốn là thế, nhưng cũng chẳng thể cản em nghĩ về ước mơ của mình.
mong muốn là cháu lớn lên đó là về phần kinh doanh, về phần marketing ạ. Bởi vì ngay từ nhỏ khi mà mẹ bán hàng thì cháu đã được tiếp xúc với rất là nhiều cái kỹ thuật bán hàng của mẹ, cũng là cách mà mẹ nói chuyện với khách hàng thì cũng rất là hứng thú, thì cháu cũng cảm thấy rất là thích, về yêu thích cái nghề đấy ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chắp cánh ước mơ được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Lý Hữu Trác, thị xã Mỹ Hào. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến tham dự với chương trình trao học bổng Chắp cánh ước mơ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Sang Hải, trưởng phòng nhân sự tổng hợp VNPT Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Tiến, trưởng phòng kế toán ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Chương trình còn có sự tham gia của đông đảo các thầy cô giáo, các bạn học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Lê Hữu Trác, thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị, khó khăn đã tôi rèn cho Trà My một nghị lực, ý chí phi thường, và bằng chứng là trong suốt những năm học vừa qua, em luôn là đạt được kết quả cao trong học tập, và bản thân em cũng luôn lan tỏa tinh thần lạc quan, những năng lượng tích cực đến với bạn bè, thầy cô và những người xung quanh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thì đang cận kề, với mong muốn tiếp thêm động lực cho em, Đoàn Thị Trà My cũng như sẻ chia với những khó khăn của gia đình em, thì hôm nay hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã đến đây và dành tặng cho em một suất học bổng có giá trị là 12 triệu đồng. Ngay sau đây thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Đinh Giang Hải, đại diện nhà tài trợ VNPT Hưng Yên sẽ trao học bổng động viên em. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, bà Nguyễn Thị Phương Tiến đến trao học bổng động viên tinh thần cho em Trà My. Thưa quý vị, suốt 4 năm học tại trường Trung học cơ sở Lý Hữu Trác, em Đoàn Thị Trà My đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia cũng như những hỗ trợ của các thầy cô, các bạn học sinh trong nhà trường. Và đến với chương trình Chắp cánh ước mơ ngày hôm nay thì các thầy cô, các bạn học sinh trong nhà trường cũng có một phần quà dành tặng cho em. Sau đây thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Thanh Nam, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lý Hữu Trác sẽ lên trao quà khích lệ động viên em. Chương trình này thực sự là cũng đã tạo nên được cái sự lan tỏa về tình yêu thương trong toàn xã hội và đặc biệt là với trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác. Hôm nay chương trình vòng tay yêu thương đó là sự sáng kiến của các em học sinh, của các đội viên của liên đội trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác. Các em tiết kiệm những cái đồng tiền tiêu vặt thôi, mà hôm nay các em cũng ủng hộ được em học sinh Đoàn Thị Trà My số tiền là 5.935.000 đồng. Tôi cũng rất mong rằng em học sinh Đoàn Thị Trà My vững vàng trên con đường tiếp theo của mình. Ấy được cái tình cảm của mọi người dành cho mình thì em lại có thêm một cái động lực hơn để mà ngày một thúc đẩy bản thân mình học tập và trở thành một con người tốt đẹp cho xã hội. Hy vọng rằng câu chuyện của em Đoàn Thị Trà My có thể chạm đến trái tim của quý vị, và nếu đồng cảm với trường hợp của em hay bất cứ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nào của chương trình, quý vị và các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ chương trình Chắp cánh ước mơ, phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, số điện thoại 0363089089. Trong hành trình tiếp theo của chương trình Chắp cánh ước mơ, chúng tôi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện đặc biệt về những em học sinh đặc biệt. Còn chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vietcombank chung niềm tin vững tương